Thưa quý vị, là cỏ nan tượng là loài cỏ dại mọc hoang đã xuất hiện ở đồng bằng sông Cửu Long từ hàng triệu năm trước. Loài cỏ này sinh trưởng ở cả vùng sinh thái nước mặn, nước lợ và nước ngọt. Tuy nhiên thì ở Sóc Trăng, loài cỏ này đã từng biến mất do tốc độ phát triển nhanh chóng của vùng nuôi tôm công nghiệp, khiến cho xâm nhập mặn lại càng trở nên nghiêm trọng hơn. Trong khi đó, các nhà nghiên cứu tại đồng bằng sông Cửu Long đánh giá cỏ nan tượng có khả năng làm sạch môi trường, ngăn hạn mặn mà còn có thể tạo sinh kế cho bà con địa phương. Cỏ nan tượng đã được hợp tác xã MCF xã Mỹ Cuối, thị xã Ngã Năm, Sóc Trăng cùng với các cố vấn của nhà khoa học đã phục hồi lại vùng trồng cỏ nan tượng và sản xuất sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ loại cỏ này. Hiện loại cỏ này thì cũng đã tạo công ăn việc làm ổn định cho 400 lao động địa phương và góp phần đa dạng sinh học cho đồng bằng sông Cửu Long trước tình trạng biến đổi khí hậu ngày càng khốc liệt. Đây là những sản phẩm thủ công mỹ nghệ được làm từ nguyên liệu cỏ nan tượng. Cỏ nan tượng được mọc tự nhiên ở các vùng đầm lầy ven biển ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tiến sĩ Dương Văn Ni đã qua nhiều năm nghiên cứu đa dạng sinh học ở vùng đất ngập nước, vùng đồng bằng sông Cửu Long. Từ năm 2006, tiến sĩ Dương Văn Ni đã chăn trở đưa loài cây cỏ nan tượng này trở về cánh đồng, vì đó là một nguồn tài nguyên quý giá. Nơi cỏ nan tượng được phục hồi ở vùng nước mặn xã Mỹ Cuối, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng. Mang cái giống này nó nằm ở biên giới Hà Tiên với lại Campuchia. Mang cái giống nan tượng này đó đem về phục hồi lại, cho trồng thử rồi cho làm thí nghiệm so sánh với nhiều loại khác và cuối cùng chọn ra được là cây nan tượng với cây bồn bồn là vậy. Cây nan tượng thích nghi với điều kiện mặn và ngập rất tốt. Cây bồn bồn thì thích nghi với điều kiện ngập rất tốt. Triển khai các cái mô hình sinh kế, trong đó có đan các cái sản phẩm tự nhiên như thân lục bình, thân cây thủy trúc. Cái thân cây bồng bồn có nghĩa là những cái sản phẩm có sẵn bỏ đi, cùng phối hợp các doanh nghiệp để xuất ra ngoài, thì hiện nay cái tiềm năng rất là đa dạng. Năm 2021, hợp tác xã MCF xã Mỹ Cuối đã ra đời với 10 thành viên sản xuất và gia công sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ nguồn nguyên liệu là cây cỏ nan tượng. Hiện nay, bà con đã trồng với diện tích hàng nghìn hecta vùng đất đầm lầy, nước ngập mặn. Với 400 công nhân thực hiện hoàn thành các sản phẩm thủ công, thu nhập trung bình từ 5 triệu đến 6 triệu đồng một tháng. Người thu nhập được cũng đỡ lắm cháu. Lặt vặt đồ con cháu cho cháu nó đi học. Rồi cá mắm đồ cũng đỡ, phụ giúp gia đình cũng đỡ. Người thời gian thì là mình cũng đâu cỏ này lớn tuổi rồi. Đau nhức liền liền cũng đâu có đi làm mướn ai được đâu. Rồi mình tự làm mướn hơn mình luôn đi. Thì đa số lực lượng mà cái thợ mà cái người đang là đa số thẳng chừng 40 trên 40 tuổi. Thì lực lượng đó hầu như là chiếm đại đa số, khoảng 70-80% là cái lượng thợ của hợp tác xã đang làm cho hợp tác xã. Tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương từ loài cỏ dại có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Cây cỏ nan tượng, lục bình hiện nay đang là loại cây được đưa vào ứng dụng chuyển đổi cây trồng trên những vùng đất trồng lúa kém hiệu quả hay những vùng đất bỏ hoang do nhiễm mặn ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Thưa quý vị, là tiến sĩ Dương Văn Ni, chuyên gia về đa dạng sinh học ở đồng bằng sông Cửu Long, đã ví loài cỏ này như của trời cho, đặc biệt là khả năng thích ứng với vùng sinh thái mặn lợ. Thực tế cho thấy rằng nan tượng tạo nên một môi trường sinh thái thuận lợi, là nguồn thức ăn tự nhiên giúp tôm, cua phát triển nhanh và giảm dịch bệnh. Không chỉ thế, hiện nay cỏ nan tượng đã tạo ra một làng nghề sản xuất bền vững với nguồn thu nhập ổn định cho bà con nông dân. Hiện nay, các sản phẩm từ cỏ nan tượng được xuất khẩu trên các thị trường ở châu Âu, Mỹ với hàng nghìn mẫu mã sản phẩm đa dạng từ loài cỏ này. Cây cỏ nan tượng có ưu việt là dai mềm, vì thế chất lượng của các sản phẩm được thị trường châu Âu, Mỹ, Úc ưa chuộng. Mỗi năm, trung bình hợp tác xã sản xuất từ 40.000 đến 50.000 sản phẩm từ cỏ nan tượng cung cấp cho doanh nghiệp. Châu Âu hoặc là ở Úc hay ở Nhật, ở Mỹ chẳng hạn đó, là cái không khí nó rất là khô, ẩm độ của nó rất là thấp. Thành thử ra cái nguyên liệu lục bình của mình á là đôi khi đem qua bển nó bị giòn, nó bị gãy. Còn cái này thì đem qua bển xài rất là tốt. Các nguyên liệu các bạn thấy đây là gần như là sản phẩm là không xài phân thuốc gì cả, tự nhiên hoàn toàn. Mình lấy về mình xử lý phơi khô rồi lấy đan vậy thôi. Rồi xịt rửa rồi cho nó sạch sẽ, phơi khô lại, phơi sấy đủ khô rồi mình xuất đi. Chứ cũng không có là sử dụng hóa chất gì cả. Nên là nó đáp ứng theo cái nhu cầu của xâm bây giờ. Hiện nay, thị trường tiêu thụ sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ cỏ nan tượng vẫn đang rất tiềm năng. Vì thế, hợp tác xã liên kết với các doanh nghiệp mở rộng vùng trồng nguyên liệu, cũng như thu hút lao động là phụ nữ nông thôn, đào tạo kỹ thuật đan lát từ cỏ nan tượng.
nhằm tăng số lượng lao động từ 400 lên tới 1.000 công nhân, nhằm đáp ứng các đơn hàng của thị trường quốc tế. Hợp tác xã có vai trò quan trọng, đem lại sự bền vững cho nguồn cung sản phẩm xuất khẩu. Thì cái hợp tác xã ở đây là nó phải có đủ năng lực về quản lý, về tài chính, về kế hoạch sản xuất. Có nghĩa là từ vùng trồng cho tới sản xuất, vấn đề dân dân này nọ. Hiện nay thì các cái hợp tác xã trong cái chương trình này đó là nó được kết nối với các cái doanh nghiệp để mà họ lo tiêu thụ cái đầu ra. Và như vậy đó là xem như hợp tác xã sản xuất theo kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp, chứ không có sản xuất rồi mới đi tìm thị trường. Về cái duy trì thì sản phẩm á, thì bao tiêu sẽ được phía công ty và mọi người trong cái chuỗi này sẽ là đảm bảo hết. Và để duy trì thì hầu như là anh nghĩ là do cái này nó cái địa phương. Tại vì nó là nguyên liệu này tập trung người địa phương và người dân cũng ở địa phương đó thì nó sẽ phát triển, anh nghĩ là nó sẽ tốt. Hiện nay, Mỹ Quế đã có hợp tác xã sản xuất thủ công mỹ nghệ từ loài cỏ dại với nguồn thu nhập ổn định. Chính vì thế, hợp tác xã đang liên kết với nhiều tỉnh lân cận để tạo vùng nguyên liệu bền vững. Loài cây này được kỳ vọng là hướng đi mới cho nhiều địa phương đang bị ảnh hưởng lớn bởi xâm nhập mặn như Cà Mau, Hậu Giang, Bạc Liêu, một phần Kiên Giang. Thưa quý vị, là trước hiện tượng tôm hùm bông bị chết tại huyện Vạn Ninh của tỉnh Khánh Hòa, Cục Thủy sản Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết vì đây là vùng có nuôi cỏ với mật độ thả nuôi cao hơn 17 con trên 1 mét vuông và với số lượng lồng nuôi lớn là khoảng 10.000 lồng nên nguyên nhân ban đầu có thể là do nắng nóng, mật độ lồng nuôi cao, lượng oxy hòa tan thấp làm suy giảm sức đề kháng trên tôm nuôi và là cơ hội cho tác nhân gây bệnh xâm nhập. Cũng theo Cục Thủy sản, kết quả quan trắc cảnh báo môi trường và theo dõi sức khỏe tôm hùm nuôi tại một số tỉnh trọng điểm, khu vực Nam Trung Bộ 3 tháng đầu năm 2024 cho thấy, nhiệt độ nước trung bình tại các điểm quan trắc vùng nuôi tôm hùm là 28,8 cộng trừ 1,5 độ C, cao hơn so với cùng kỳ năm 2023 là 2,9 độ C. Một số thông số về môi trường đã vượt giới hạn cho phép, chất lượng môi trường nước tiếp tục có xu hướng suy giảm. Dự báo đến hết tháng 6 năm 2024, một số thông số môi trường tiếp tục biến động bất lợi như nhiệt độ nước, mật độ vi khuẩn, Vibrio SPP tăng cao, rất dễ xảy ra hiện tượng phù dưỡng thủy vực, nguy cơ dẫn đến sự nở hoa của tảo làm oxy hỏa tan giảm mạnh vào thời điểm nắng nóng gay gắt. Từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2024, thông số COD và coliform cũng có nguy cơ tăng cao, đặc biệt các vùng chịu ảnh hưởng của nước ngọt, nước mưa như Đông Điền, Vinh Quang, Bình Định, Cầu Đà Nông, Xuân Thành, Phú Yên, Tân Thủy, Chí Nguyên, Khánh Hòa, Khánh Nhơn, Hòa Thạnh 1, Ninh Thuận. Đây là những nguyên nhân ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi trồng trên biển, bao gồm tôm hùm nuôi. Theo nhận định của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Quảng Trị, năm 2024, bệnh khảm lá sắn có xu hướng tăng cao, gây hại ở nhiều nơi. Nguyên nhân chủ yếu là do người dân sử dụng hom giống cây bệnh để trồng mới thay vì mua giống sạch bệnh để trồng. Những năm trước, một số địa phương có chính sách hỗ trợ người dân mua giống sạch bệnh, nhưng năm nay không còn nữa. Người dân không tái đầu tư cho niên vụ mới mà tận dụng nguồn giống tại chỗ, nên bệnh đã phát sinh gây hại nhiều nơi. Qua điều tra của ngành chức năng, toàn tỉnh hiện có hơn 860 hectare sắn bị nhiễm bệnh khảm lá, trong đó có 184 hectare nhiễm nặng. Diện tích nhiễm bệnh tập trung chủ yếu ở các huyện Hải Lăng, Vĩnh Linh, Triệu Phong, Gio Linh, Đa Krông và thị xã Quảng Trị. Tỷ lệ bệnh phổ biến từ 5 đến 10%, nơi cao từ 30 tới 40%. Cục bộ có diện tích tỷ lệ nhiễm lên đến 70 đến 90%. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Quảng Trị khuyến cáo người dân nên thu gom toàn bộ tàn dư cây sắn sau thu hoạch đem đốt, tiêu hủy để tiêu diệt nguồn bệnh, không để tàn dư cây sắn bị bệnh trên đồng ruộng hoặc trên các bờ thửa, tăng cường chăm sóc và bón phân để giúp cây sinh trưởng tốt, tăng khả năng chống chịu với sâu bệnh, tuyệt đối không được để giống mua bán từ những vùng trồng sắn đã bị nhiễm bệnh cho vụ sau.